Kính thưa mọi người, hôm nay thì mình quay lại khu vực ở đường Bình Lợi ở quận Bình Thạnh để thăm lại ba anh em gồm có là Quang, Trúc và là Mai. Hôm nay thì có gặp được em út trong nhà nữa là Mai đây. Đó. Hôm bữa thì anh có chia sẻ lên nhưng mà ba em là không có xem, đúng không? Dạ. Ừ. Rồi anh hỏi thêm chút xíu về cái việc mà đi làm của em, tại vì bây giờ em là trụ cột chính của gia đình đó, thì sắp tới là có những dự định như thế nào, em có thể em chia sẻ cho anh nghe được không? Thì em vẫn đi buôn bán lại thôi ạ. Nhưng mà giấy tờ đi đường rồi các thứ rồi sao? Cái đó chưa rõ, cái đó nên giờ để cái qua hết 30 tháng 4 này hỏi xem còn giấy tờ gì trước thì để lên phường hỏi để biết. Anh xin phép nha, anh xin phép ba em nha. Thì anh xin phép anh chia sẻ lại một chút xíu để những ai mà lần đầu mà xem ở trên kênh đó thì họ có được cái thông tin. Ba anh em hiện tại là đang sống ở khu vực Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Một cái tin buồn đó là ba của ba em vừa mới mất, mẹ bị bệnh nặng ở ngoài quê. Đó, bây giờ Quang là trụ cột chính, em là anh hai. Hai bạn này là đang học nhưng mà một bạn thì bị dở dang vì tại vì cái tình hình của gia đình đó là Trúc đây, còn hiện tại là Mai đang học đúng không? Mai em học tới lớp mấy rồi? Dạ em đang học 12. Lớp 12 là về cái học mà xa hơn nữa là có dự định như thế nào không Mai? Chưa. Hay là em chỉ là nói là có bằng cấp 3 thôi hay là như thế nào, em có thể chia sẻ thôi? Chắc có bằng cấp 3 cũng đi học nghề. Học nghề hả? Cái này anh hỏi nha Quang, là do ba anh em coi như là kiểu là tính toán về việc kinh tế hay là như thế nào? Hay là Mai nó học không nổi? Dạ Mai học được nhưng mà cũng tùy theo ý định của nó thôi. Còn nếu mà nó học tiếp thì em vẫn cho học tiếp. Hay là em thấy là gánh nặng cho anh hai hả? Dạ, tính là học cấp 3 xong em đi học nối anh. Đúng rồi, thì biết anh biết, nhưng mà nếu mà em có cái điều kiện em có học lên đại học hoặc là học xa hơn nữa không? Là chính vì cái khó khăn đúng không? Em thấy là em gánh nặng cho anh hai đúng không? Đang học trường nào vậy Mai? Trần Văn Dào. Trần Văn Dào hả? Nó gần đây không ạ? Trần Văn Dào ngay bên đây, cách tầm ra được đấy. Còn hôm bữa Trúc thì cũng có nói y chang vậy luôn không? Trúc là học tới khi nào rồi gia đình mới bị biến cố rồi bây giờ? Dạ học, em học xong lớp 12. Rồi em cũng phụ gia đình như vậy vậy đó ha. Các thứ. Em mới học xong. Mới thi được tháng 7 vừa rồi đó. Trúc hay Mai? Trúc. À vậy là nằm trong cái việc mà gia đình có tin buồn đó nên là nghỉ ngang như vậy luôn. Ngưng cái việc học chứ không phải là nghỉ ngang. Vâng, học xong cấp 3 rồi, thi xong rồi. Bảo lưu lại ha. Năm nay là Mai là chuẩn bị thi cấp 3 chứ. Chứ mới chứ là bắt đầu vô cấp học lớp 12. Rồi anh hiểu rồi. Coi như thế này ha, để anh nói thêm là hôm bữa anh có chia sẻ thì Mạnh Thường Quân có biết về cái hoàn cảnh của ba anh em đó. Thì có gửi ít tiền cho ba anh em, coi như là hôm bữa cũng có nói là trong cái mùa dịch này thì nó cũng khó khăn về tiền nhà trọ rồi các thứ, gửi cho ba anh em đóng tiền nhà trọ hay là những thứ cần thiết ha. Anh xin phép anh đọc tên và cái khoản tiền gửi đến cho ba anh em. Anh xin phép anh đọc tên và cái khoản tiền Mạnh Thường Quân gửi đến cho ba anh em nha. Gu Food xin phép được đọc nha mọi người. Thứ nhất là của một cái chị ở Cà Mau là 500.000. Thứ hai là của chị Uyên Khúc ở Mỹ là 1 triệu. Thứ ba là của một người ở Alaska, Mỹ là 5 triệu. Thứ tư là của chị Phạm Minh Thúy ở Berlin, Đức là 2 triệu. Và cuối cùng là của chị Kiều Huy Thuy là 1 triệu. Thì tổng cộng là 9 triệu rưỡi. Đó. Anh gửi cho mấy em. Anh nhờ Mai nhận giùm anh nha. Nè. Gửi 9 triệu rưỡi đó Mai. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm anh đi. Dạ. Thay mặt ba anh em và gia đình cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho ba anh em.
Cái hồi năm ngoái đó Mai là em học lớp 11 đó thì cái học học kỳ 2 hay kỳ 1 với kỳ 2 là bao nhiêu tiền vậy? Dạ, em không nhớ nhưng mà một tháng là khoảng 500 đến 600 là tiền học sinh trường. Rồi những cái tiền khác rồi các thứ lần tháng em khoảng 1 triệu không? Dạ, hơn. Hơn hả? Dạ. À, là học lớp 11 thì cũng dù như khoảng trên 10 triệu đi ha, gói ghém này cũng khoảng 10 triệu đi. Nhưng mà học lên học đại học rồi thì nó cao hơn. Mấy năm 11 là ai đóng cho? Dạ mẹ. Mẹ hả? Tình hình sức khỏe của bác ở ngoài ngoại như thế nào rồi? Dạ mẹ cũng đỡ hơn. Đỡ hơn. Em rất là muốn đi học tiếp nữa đúng không? Nếu mà học xong cấp 3. Nên là anh muốn anh hỏi kỹ thêm để mà nếu mà hai em có duyên với lại Mạnh Thường Quân thì họ sẽ hỗ trợ cho hai em về cái việc học. Anh hỏi thêm, anh hỏi thẳng luôn nha, là em muốn học vào cái ngành nghề gì khi mà tốt nghiệp cấp 3? Thật ra là em muốn học ngôn ngữ chung. Học ngôn ngữ chung hả? Là sao anh không hiểu? Là học ngôn ngữ chung xong rồi có thể là ra làm giáo viên dạy tiếng Trung hoặc là làm hướng dẫn viên cho người nước ngoài. Tiếng Trung ha? Dạ. À, tiếng Trung, anh tưởng là ngôn ngữ chung, à, tiếng Trung. Vậy đó. Cái đó học mấy năm? Dạ, chắc tầm 2-3 năm hay sao? 2-3 năm. À, rồi em có tìm hiểu về những học phí không? Dạ, em cũng chưa tìm hiểu. Rồi nếu mà bây giờ không có làm gánh nặng cho anh thì đi học làm bếp. Không làm bếp. Còn Trúc, hôm bữa anh có hỏi em đó là em học kết thúc cấp 3 rồi đúng không? Rồi bị chuyện gia đình nên là lỡ dở. Nhưng mà cái hướng tương lai của em là em định vô cái trường nào? Dạ, lúc đó em tính học, đi học tiếng Hàn. Tiếng Hàn. À. Tiếng Trung, tiếng Hàn. Nếu mà em đã học tiếp nữa là lên bằng chị luôn rồi ha. Tại chị trẻ 1 năm rồi. Là em lớn hơn. Ừ, hai chị em mới được. Hai chị em cách nhau có 1 tuổi. Ờ, à, cách nhau 1 tuổi. Còn ý của em là như thế nào? Ý của em là bây giờ tùy theo cho hai em quyết định thôi. Chứ em cũng không có ép buộc cho nghỉ học hay là như thế nào. Muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ hả? Dạ, theo ý của tụi nó thôi. Chứ giờ nếu mà cũng ra qua nó cũng không học được. Nhưng mà nếu mà nếu mà chúng nó học thì em cũng làm để cho chúng nó ăn học. Em làm nổi không? Dạ, đến đâu hay đến đó đấy. Đến đó. Vậy đó. Thì nhờ những người xem ở trên kênh của anh bình luận về những cái ý kiến của ba em. Rồi riêng anh nha, riêng anh thôi. Anh rất là mong hai em được sự giúp đỡ từ Mạnh Thường Quân để có những cái khoản tiền, đóng tiền học để mà đi học có cái tương lai hơn. Ha. Chứ mà bây giờ buông ra mà đi làm thuê làm mướn này cực mà tiền nong là các thứ. Đây. Em đang học giỏi là môn nào vậy Mai? Dạ, em thì học bình thường thôi chứ không là giỏi lắm. À, nhưng mà cố gắng thì trong cái khả năng của mình ha. Trúc cũng vậy ha. À. Từ trước giờ có đi bán dừa với anh hai không? Dạ, có. Có luôn hả? Có, nghỉ hè. Bài ví chủ nhật nó hay ra bán không? À, vậy đó. Từ nào thì các em ba hộ thì đi hiểm bán. Hai đứa bán chợ. Rồi một đứa đi chạy xe tự đi bán luôn hả? À, không, có em đi em chung bán chứ. Còn hai chị em bán ở ngoài chợ. Ừ. Người đó thuê chỗ bán á. Ừ. Nên cứ thứ bảy chủ nhật thì có hai chị em đa phụ. Ở chỗ trọ của ba anh em á, mọi người thì là sau lưng á là sông Sài Gòn. Đó, sông Sài Gòn cái khu này thì đa phần bà con á là họ họ nhận hàng hóa từ ở dưới miền Tây lên đó, ví dụ như trái cây rồi các thứ gì mà cảm thấy mua đi bán được thì họ nhận,
họ trao đổi với nhau. Và ở đây thì đặc biệt cái khu này thì họ bán dừa thì nhiều hơn đa phần. Đó, nhà nào cũng có dừa. Đây là cái phần đất ở bên nhà của gia đình của Quang. Thì trước kia là gia đình này là 5 người. 5 người là hai bạn nữ là đi đi học, còn ba mẹ Quang thì ở dưới Quang là đi buôn bán gì đó. Thì không may là ba mất rồi, mẹ bị bệnh nặng ở quê. Bây giờ một mình em ở đây, mới đây thôi, khoảng thời gian mới đây thôi. Ba mất nay tròn năm chưa? Dạ được năm rồi. Cái đợt mùng 3 tháng 8 âm được vừa rồi là được năm. 3 tháng 8 dỗ đầu. À, là được một năm nửa tháng rồi đó ha. À, xe của gia đình đó. Cái hồi mà em đi vô trong đây với lại ba mẹ là em bao nhiêu tuổi vậy Quang? Vô trong đây đi với ba mẹ lập nghiệp nè. Đấy 14 hay 15 tuổi. Là em có học ở trong đây không hay là dạ, học ở ngoài quê. Là vô trong đây là bắt đầu nghỉ học rồi đi theo ba mẹ luôn đó. Với ở nhà giữ hai em. Tới tiền đóng tiền nhà trọ chưa? Dạ, đợt rồi cũng còn thiếu chủ nhà 3 triệu nữa. Ừ. Chủ nhà trọ gần đây không? Không, bà ở bên Thủ Đức rồi. Mới đóng tiền điện nước cho bà. Mới đóng tiền điện nước. Thì anh gửi cái khoản tiền đó ha. Có gì mấy anh em thì coi xoay sở. Anh cũng không muốn là thấy hai đứa nó nghỉ học ngang như vậy là thấy tội. Ví dụ như có cái chỉ thị của thành phố là bắt đầu nếu mà có mình đi buôn bán lại là chỉ cần alo là mấy mối của mình là họ tới họ giao đồ cho mình ha Quang. Điện về dưới đó họ bắt đầu họ đón dưới họ mang lên. Mình cũng không có trò chuyện nhiều với ba đứa được á mọi người. Tại vì thấy buồn quá, cũng không có hỏi nhiều. Thôi cũng mong là những cái điều may mắn sẽ đến với lại ba em thôi. Chúc mình hỏi thêm về cái chỗ bán để mà nếu mà mọi người ai có đi ngang thì mua ủng hộ cho Quang để nó có tiền lo cho ba em, cho hai em. Ủa em bán ở đoạn nào vậy Quang? Dạ em bán ở chợ Chu Văn An. Chu Văn An hả? Ở Bình Thạnh hả? Ừ, dạ, bên phường 26. Ở bà con ở khu vực Bình Thạnh nếu mà có xem clip này cũng như biết hoàn cảnh của Quang đó thì có mua ghé mua ủng hộ cho em nó về sớm. Cô đây là hàng xóm của ba anh em của Quang thì cho con với mọi người biết về cái góc nhìn của cô đối với lại ba anh em về cái hoàn cảnh như thế nào vậy cô? Cô nhìn thấy là ba ông Quang thì cũng khổ, nhà gia đình cũng khó khăn. Bố thì bệnh gần một năm mới mất, còn mẹ thì giờ được cũng đang bệnh. Giờ ở ngoài quê, đang chữa trị ngoài quê. Thì cô ở gần nhà, cạnh nhà em nó thì cháu nó thì cũng thấy hoàn cảnh của nhà cháu nó khó khăn. Nên là nhờ các mạnh thường quân cố gắng giúp đỡ, hỗ trợ cho cháu. Về hai cái bạn trẻ đó, em của Quang đó thì thấy tội quá ha cô, thấy gái mà thấy. Bạn thì đang học. Thì bây giờ đang học một đứa học lớp 10, lớp 12 à, một đứa học đi hết rồi sao đó đang. Vâng. Tại vì nãy con có hỏi là nó là thấy chắc là sợ gánh nặng cho Quang đó nên vâng, là ảnh hưởng tới việc học. Có mình Quang thì đấy lo cho hai em ăn học. Dịch bệnh này thì không buôn bán gì được, không làm gì được thì cũng vất vả cho các cháu. Cảm ơn cô nha. Thôi một lần nữa thì anh hồi nãy anh cũng có nói vậy như vậy đó ha. Thì cũng mong là những cái điều may mắn đến lại ba em, đặc biệt là có cái tương lai cho Trúc với lại Mai. Và anh xin phép anh về nha. Thì có những cái thông tin gì anh sẽ gọi điện và cũng như là thông báo đến cho mọi người. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cũng như là người xem ở trên kênh. Thì mong những cái phần góp ý, bình luận đến cho mọi người ở trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.